Chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu tới các bạn cái bộ Summer đa năng LE3S Summer này. Thì để coi nó có những cái chức năng nào hay. Thì cái này tôi đang dùng cho cái máy chiết rót hóa chất. Tôi thấy nó có nhiều tính năng hay nên tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Thì ở đây tôi cũng đấu nói xong rồi ha. Chương 27 là chương nguồn. Rồi một cái công tắc thì được đấu vô cái chân khởi động là 2 3. Thì đây tôi đã đấu xong rồi. Rồi bây giờ thử mấy cái tính năng của nó coi sao ha. Có nhiều tính năng lắm, nhưng mà để coi. Nhưng mà thường thì người ta sử dụng không có hết, chỉ vài tính năng thôi. Thường thì chúng ta sử dụng rất ít tính năng, nhưng mà trong này nó có rất là nhiều tính năng. Thứ nhất là A này, A, B này, C này, D, E, F, H, K, L, N. Rồi hết nè. Bây giờ mình thử từng cái coi nó như sao. Bây giờ cài đặt cái chế độ là A thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ sẽ nhấn công tắc này được đấu với cái tiếp điểm thường mở của chân 2 3. Bây giờ tôi đặt nó là 5 giây để mình dễ thấy hơn ha. Đây mình dễ thấy hơn. Bây giờ nhấn công tắc này coi chế độ này nó hoạt động sao. 5 thì các bạn thấy nó sẽ chuyển mạch ha. Từ thường đóng nó chuyển sang thường mở, tiếp điểm thường đóng nó chuyển sang tiếp điểm thường mở. Mình thả ra thì nó sẽ quay về vị trí ban đầu. Trên này thì nó có ký hiệu làm việc á, có báo cái tình trạng hoạt động của cái tiếp điểm thường đóng với tiếp điểm thường mở luôn. Thì trên này hiện là đang là NC thường đóng. Bây giờ chúng ta nhấn cái công tắc ở chế độ cài đặt là A thì sau 5 giây thì nó chuyển sang tiếp điểm thường mở. Nói chung là nó sẽ chuyển vị trí đó. Tiếp điểm sẽ chuyển vị trí. Khi thả ra thì nó sẽ quay lại vị trí ban đầu. Đây. Đó. Thả ra nó sẽ chuyển qua vị trí ban đầu ha. Còn ở chế độ B thì sao? Để kiểm tra B thì sao? B thì thử bấm công tắc. Rồi. Ở chế độ B thì mình bấm công tắc thì nó sẽ chuyển mạch ngay lập tức. Đó. Sau 5 giây thì nó quay lại vị trí ban đầu. Nó ngược lại với cái A chút xíu ha. Mình bấm rồi mình thả ra nó không có tín hiệu. Nó ngược lại với thằng A. Thằng A thì nó đóng trễ. Còn thằng B thì nó mở trễ. Để coi C nó làm sao. C nè. Đó. C thì nó tự duy trì luôn. C mình chỉ cần nhấn một cái thôi thì nó sẽ chuyển mạch. Nó sẽ giữ sau 5 giây nó sẽ chuyển mạch ha.
mình nhắn nhã, sau 5 giây nó sẽ chuyển mạch. Rồi nó giữ vị trí này luôn. Đó là C. C thì khi có tín hiệu thì nó sẽ sau 5 giây nó sẽ chuyển mạch. Rồi nó chuyển mạch xong rồi nó giữ luôn, chân nào mất điện thì nó mới reset lại thôi. Đó. Mất điện reset lại. Còn cái thằng D ra. Cái thằng C này nó hay nghĩa là nó duy trì luôn ha. Mình chỉ nhắn nhã thôi, duy trì luôn. Thằng D. Thằng D thì mình nhắn nhã thì nó không có tín hiệu. Nhắn giữ luôn. Rồi. Rồi thằng D này là thằng lặp lại đó, nhấp nháy đó. Nó cứ sau 5 giây nó đá qua, sau 5 giây nó đá lại ha, trả lại thôi. Nhưng mà khi mất điện thì nó dừng luôn. Rồi. Cái này thì có thể ứng dụng để chạy motor luân phiên được. Bây giờ mình cài cho nó chuyển sang là giờ. Thì giả sử nó chạy mỗi motor nó sẽ chạy là 4 giờ. Thì sau 4 giờ thì nó cứ sau 4 giờ nó mở. Nó mở sau 4 giờ thì nó sẽ sau 4 giờ nó sẽ tắt. Tắt rồi tiếp tục tới cái thứ hai chạy ha. Thì cái này ứng dụng cũng rộng rãi. Còn độ chính xác của nó thì rất là nhiều nha. Độ chính xác nè, 0.1. Dây nè, chơi đồ dây, cái này thì rất là quan trọng. Nó ứng dụng trong cái mấy chiếc rót thì rất là nhiều. Cái này là nó 0.1 dây. Nó không... đây nè. Dây nè, 0.1 dây. Cái này là 0.01 nha. Độ chính xác là phần trăm. Cái này ứng dụng để định lượng, trong việc định lượng á, để xem chế độ khác thì coi sao. Rồi chế độ E thì nó như thế nào. Rồi thử tín hiệu ra là nhắn nhã thì nó chạy luôn. Nó cũng lặp lại giống như cái thằng D, nhưng mà nó không có cần, nó tự duy trì, tự lặp lại luôn. Nó không cần mình phải sử dụng cái công tắc đóng mở. Là mình chỉ cần sử dụng công tắc nhắn nhã thôi ha. Rồi, nhấn một cái, nó cứ lặp qua lặp lại vậy đó. Rồi, các bạn có thể thấy là cái tín hiệu ở đây. Đó. Cái... mình nhìn thấy cái tình trạng hoạt động của cái relay này, tiếp điện thường đóng, tiếp điện thường mở nè, nó có báo luôn. NO nè, NC nè. Đó. Đó. Đó là tình trạng làm việc của nó. Rồi, khi mất tín hiệu thì tắt. Hoặc là mình có thể đối vào cái chân reset trên này. Đó, chân reset thì nó reset lại chương trình ha. Còn thằng E, thằng F, nếu coi thằng F thì nó hoạt động như sao. F thì thử bấm coi. Rồi nhấn nhả. Các bạn nhìn thấy cái tiếp điện nó hoạt động nè.
cứ đó là vị trí này được, vị trí NC này sau 5 giây nó sẽ chuyển mạch, nhưng mà nó sẽ lập tức mất tín hiệu ha, lập tức nó quay lại vị trí ban đầu, vị trí cũ liền. Cái này cũng có thể ứng dụng rất là rộng rãi trong cái điều khiển động cơ. Các bạn có thể nghe, mình có thể nghe được cái con relay nó đang hoạt động. Giờ ở chế độ khác coi sao. Reset. Bây giờ ở chế độ hack, thử bấm coi. Rồi. Khi có tín hiệu lập tức là relay nhảy liền. Sau 5 giây thì nó quay lại cái giờ đang 4 giây ha. Rồi, sau 5 giây thì nó quay lại vị trí ban đầu, có tín hiệu thì nó relay tác động liền. Sau 5 giây quay lại vị trí ban đầu, giờ nhấn thêm, nhấn tiếp thì nó tiếp tục. Có tín hiệu thì nó sẽ chuyển mạch liền ha. Sau 5 giây nó quay lại vị trí ban đầu. Bây giờ thử cái chế độ khác coi sao. K. Có tín hiệu là chuyển mạch lập tức sau 5 giây quay lại vị trí ban đầu. Nó cũng gần giống với cái thằng H. Rất là nhiều. Qua chế độ khác rồi sao? Là có tín hiệu lập tức, lập tức tác động sau 5 giây quay lại vị trí ban đầu. Chế độ L, chế độ N. Nhớ nè, nhớ nó nhảy ra được hai vạch rồi. Khi có tín hiệu nó sẽ nhảy, mất tín hiệu nó vẫn nhớ. Nó nhớ là đã chạy được 1 giây, có tín hiệu tiếp thì nó tiếp tục chạy tiếp. Thì cái này ứng dụng trong cái bồn quậy hóa chất hay là phối liệu cũng được. Tại vì sau khi trộn được, giả sử như trộn được 5 giây, trộn được khoảng vài phút thì nó lại đứng. Nó đứng thì mình tiếp tục trộn tiếp thì nó đủ thời gian, chứ nó không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Cái này cũng ứng dụng rộng rãi. Thì các bạn có thể chọn cái chế độ nào phù hợp với lại máy móc thiết bị hay là phù hợp với quá trình sản xuất của mình, lựa chọn cái chế độ phù hợp để chạy ha. Còn tôi thì tôi hiện tôi đang sử dụng chế độ này và chọn độ chính xác là 0.01 giây, có nghĩa là phần trăm giây. Tại vì yêu cầu định lượng thì nó rất là cao, yêu cầu định lượng trong định lượng thì nó đòi hỏi chính xác cao nên tôi sử dụng chế độ này. Rồi các bạn nào có ý kiến khác thì có ý kiến nào hay thì đóng góp ý kiến ha.